hôm nay là Kim Thành Thảo rất là vui khi mà đón tiếp được chị Nguyễn Hường. Chị là từ tận Đồng Tháp lên nha quý khách nha. Hôm nay là chị lên ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một bộ đồ bộ hàng cao cấp và đây. Đây là một bộ đồ bộ mà hôm nay chị đến để sắm cơm ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo. Gồm có vòng nè, nhẫn, bông tai, kiềng và mặt dây chuyền nha quý khách nha. Cái này là cùng cả một bộ luôn ạ. Quý khách ơi, rất là sang quý khách. Đẹp xuất sắc luôn nè. Cái này là dạng hoa lộng bi 5D nha. Cái này là hoa 5 tầng kết lại ha quý khách. Cái viền của nó là làm vi nhuyễn nè. Từng ở cánh vợn nha, làm viền vi nhuyễn ha. Xen kẽ là nó lộng những cái viên bi. Bi này là si công nghệ mẫu ý 3 màu nha quý khách. Đây bản cắt máy và hai hàng bi sọc nổi. Rất là đẹp. Cái dạng này là vòng dẻo nha quý khách nha. Dạng dẻo nha. Có tăng đưa luôn. Và ni tay nào đeo cũng được. Xuất sắc luôn nè. Này em sẽ khoe cả bộ với quý khách ha. Cái này là vòng nè. Nhẫn. Ôi đẹp quá. Đôi bông tai. Và một cái mặt dây chuyền, cái kiềng. Thật sự là những cái mặt hoa này nên đeo kiềng là xuất sắc luôn. Cái kiềng này là nhà em là kiềng dẻo nha quý khách nha. Cái kiềng này là cỡ 5 chỉ hơn. Nó lại có logo thương hiệu Chanel luôn nha. Và cũng có si hai màu cho nó tiệp bộ với lại cả bộ dòng này nè. Đẹp xuất sắc luôn á. Tổng cả bộ này bao gồm kiềng là 102 triệu hơn nha quý khách nha. Đẹp mê hồn chưa. Xuất sắc nha, không có một cái hộp nào hết nha. Chỉ là cắt máy theo công nghệ mẫu ý thôi. Nhưng mà đeo rất là đẹp và rất là sáng nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ đeo cho chị Hường luôn nha chị. Em đeo cho chị luôn ạ. Chị thuê xe lên đây hả? Dạ. Đi chung với anh. Đi chung với anh xã. Anh xã chị đâu? Nãy em thấy luôn á. Trước á. Dạ hả? Đi đồng có ngại chứ vô. Dạ. Để cái này từ từ để lát nữa em cài nha. Bây giờ mình đeo cái nhẫn vô đi. Thiệt sự luôn, đeo bộ này là ăn Tết là hoành tráng luôn á chị, rất là đẹp luôn. Để em thích đeo chặt. Đeo chặt rồi nó không bị say. Đúng rồi dạ. Không nhưng mà tay chị rất là mềm. Tay chị rất là mềm. Đây. Trời ơi quá đẹp. Em là em tâm đắc cái kiềng này với là cái dây này nhất nè. Mẫu này đeo lên cổ đứng cổ rất là sang. Quý khách nhìn nè. Thật sự nha, em nói thiệt nha. Chị này đeo kiềng đẹp là vì lý do là cái cổ chỉ đầy. Nè đeo lên cái kiềng nó đều nè, quý khách nó không có bị chen cái kiềng ha. Rất là đẹp luôn. Cái mặt đồ dài vừa phải luôn. Này đôi bông em đeo luôn ạ. Mấy chị mà cổ ốm ốm á thì đeo kiềng nó không có đẹp bằng. Nhưng mà những đặc biệt như mấy chị mà cổ tròn như nè, đầy đặn á. Con. Quá đẹp, quá đẹp quý khách ơi. Nặng tay bộ thiệt sự. Một bộ này đeo chất lượng nha. Mà đẹp cực kỳ luôn. Rồi em gửi cho chị Hương hóa đơn. Em rất là cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm em nghe chị. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, chiều hôm nay là có anh Trọng Hiếu và chị Giang. Cho em hỏi là hai anh chị ở quận mấy ạ? Dạ quý khách ơi, là hai anh chị ở Bình Dương nha quý khách. Hôm nay là đến tiệm vàng Kim Thành Thảo ủng hộ cho em là 3 chiếc nhẫn nha và một sợi dây nam. Bây giờ em sẽ giới thiệu về cái dây cho quý khách xem ha. Cái này là dây nam ạ. Cái này là dây ô van ghép ha. Đây. Mẫu dây thì Kim Thành Thảo là bao la mẫu nha quý khách, muốn cái mẫu gì cũng có hết nha. Có thể đặt lại cũng được nha quý khách. Sợi dây này là trọng lượng của nó là cỡ 5 chỉ nha. Cái form này là form 5 chỉ nha quý khách nha. Cái loại này là em có loại ô van ghép trơn đều như vậy. Một loại này là có nối ống kim tiền nha, hoặc là ống rồng nha quý khách. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi, tiếp theo là ba chiếc nhẫn. Ba chiếc nhẫn thì có một chiếc nhẫn là của anh đấy nè. Cái này là nhẫn nam hột sò nhân tạo nha. Đây, một hột chính là hột trụ của nó là hột cao cấp nha quý khách nha. Viền là vừa có móc máy nè, vừa cái tấm luôn ạ. Chiếc nhẫn này rất là đẹp, nhẫn đúc nè. Đây, bên đai của nó có tấm chìm luôn ha. Có giác lòng bên trong. Một chiếc nhẫn nam như vậy trọng lượng nó cỡ tầm 2 chỉ rưỡi nha quý khách. Đây, mẫu sò nhân tạo ạ. Hai chiếc nhẫn cho chị, một chiếc là kim tiền. Kim tiền là may mắn nha. Cái này là 40 đồng tiền cái tấm lại ạ. Nhẫn ha.
Và tiếp theo là một chiếc nhẫn VIP. Cái này là quý khách cứ ra tiệm nói nhẫn VIP là bên em sẽ biết ha. Cái này là nhẫn VIP 1 nè. Đây, rất là đẹp nha, đẹp từng chi tiết luôn nha quý khách nha. Một hộp hai tầng trần tấm nè. Bên đai của nó là có tấm lùa và tấm chìm ha. Này, bên thành cũng có cái tấm luôn. Cái đai này quý khách nhìn là rất là dày nha. Một chiếc như vậy trọng lượng của nó là gần 2 chỉ rồi. Rất là dày dặn luôn ạ. Chị đeo luôn nha chị Giang. Đây em mượn tay chị. Này, cái lắc này hình như của em phải không? Đây cái lắc này là bộ của cái dây này luôn nè quý khách. Cái này là của mẫu chồng nhà em. Này mẫu nhà em luôn đó. Này, rất là đẹp luôn ạ. Dây vợ sát có mẫu tim nữa, rồi một mẫu vợ sát viền đen nữa nha quý khách nha. À, cái dây anh, cái nhẫn anh đeo luôn nha. Dạ. Nhẫn đường ngón giữa hả? Nó xuất sắc. Rồi tổng nhẫn sản phẩm mà hôm nay hai anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 38 triệu tròn luôn đó quý khách ơi. Rồi còn cái này đeo. Dạ. Hai anh chị là đi xe máy xuống đây luôn hả anh chị? Dạ. Kiếm tiền đeo luôn đi chị. Thương quá, chiếc nhẫn quá đẹp. Chiếc nhẫn này đeo vừa là đeo luôn nha quý khách nha. Tại vì hạn chế chỉnh sửa ni nha quý khách. Rồi em rất là cảm ơn hai anh chị. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Chưa hôm nay em có vợ chồng anh Lực qua tắm nữ trang nè. Anh Lực lựa một cái dây đúc nha. Dây đúc họa tiễn khúc trơn. Đó, dây này là đúc đặc luôn á. Trơn mà đeo thường ngày đồ á. Nhẹ nhàng mình cũng sang nghe chưa. Dây này của anh là một lượng hơn á. Anh còn lựa thêm cho chị nè. Một vài dây mặt bờ sát nha. Dây xích mặt bờ sát. Xích này là móc máy đều nguyên sợi dây luôn. Mặt bờ sát nè. Có một hàng tắm nhẹ nè. Nhiều hàng tắm nhẹ. Mẫu này có bộ đi bộ là cái lắc luôn. Đây. Lắc cái cưng nghe chưa. Anh là dây anh đeo luôn không? Cái dây của chị là 4 chỉ hơn nha. Cái lắc là 2 chỉ rưỡi. Anh không đeo mặt hả? Đây quay cái phát. Đó. Còn cái này để hộp cho chị nha. Mấy cái hộp tắm nhỏ này là bên em bảo hành hết cho anh nha. Trị giá nguyên bộ nữ trang của anh là tầm 65 triệu ha. Em gửi anh hóa đơn. Cảm ơn anh. Em để dưới đây luôn cho. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Em chào chị Ngọc, chị ở quận mấy vậy chị? Quận 8. Quý khách ơi, chị Ngọc ở quận 8 à. Hôm nay là hai vợ chồng anh chị ghé ủng hộ tiệm là một cái lắc nha quý khách nha. Cái này là lắc đút kẹo luôn nha quý khách, đút khoan lật. Đây, em cầm lên cho quý khách xem. Cái này là 5 lượng hơn nha. 5 lượng nha quý khách nha. Nhà em có mẫu này từ 1 chỉ cho đến 10 lượng ạ. Đẹp lắm. Này là lắc đút khoan lật dũa nè. Mặt trước của nó là có cắt máy đều hết luôn nha. Còn mặt sau là làm trơn. Cái này là quý khách có thể đeo hai mặt được luôn nha. Rất là đẹp ạ. À, đút kẹo luôn nha. Trời ơi, cầm rất là nặng tay luôn á. Cái lắc này giá trị của nó là 183 triệu 700 ngàn nha quý khách. Khóa hộp và hai khóa dự phòng. Trời ơi, xuất sắc. Cái này để em gói hộp về cho anh đeo ha. Rồi, em rất là cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn chị hôm nay đã đến và ủng hộ tiệm em nghe chị. Của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, thực sự là sáng hôm nay là Kim Thành Thảo toàn là được lọc khách xa không quý khách ơi. À, vừa có khách Đồng Tháp nè, bây giờ lại là có khách ở Tiền Giang. Hôm nay là có chị Lan à, chị từ Tiền Giang lên ủng hộ chị em là một cái vòng nha quý khách nha. Quý khách ơi, cái vòng này quá đẹp, em nói thiệt. Bán hoài được hoài nha, không bao giờ lỗi mốt nha quý khách. Cái này là vòng bản nha. Bản này cao cỡ 8 phân và vòng bản này là dạy chữ thương hiệu hơn mẹ nha quý khách. Nhìn rất là đẹp luôn á, em nói thiệt sự. Cái dòng này vừa đeo chắc đẹp mà lại modern nữa ha. Đây, về dòng bản là nhà em là bao la mẫu nha. À, vòng bản chữ thương hiệu nè, rồi à, vòng caro, à, mới về đây là vòng kim tiền hay là vòng nhẫn sóng đều có hết. Kim Thành Thảo là cập nhật mẫu mới thường xuyên để đáp ứng nhu cầu mua sắm cho quý anh chị ha. Rất là đẹp. Đây, cái này bây giờ để em đeo vô tay của chị Lan cho quý khách xem nha.
mấy cái dòng này á là chuyên về mấy chị tay tròn á, là đeo là xuất sắc. Vì lý do là nó đeo thì mấy cái dòng này nó ôm cái tay nè, với lại một phần nữa là mấy chị tay tròn á, đeo thì cảm thấy nó có nó tôn cái độ đẹp nó lên hơn á, nó tròn đều cái tay á. Đây xuất sắc chưa. Rồi cái dòng này là một lượng ba hơn nha quý khách nha, một lượng ba 49 triệu nha quý khách. Rồi rồi xong rồi đó, em cảm ơn chị Lan, em cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha.